Chào các bạn, hôm nay 5 giờ rưỡi sáng mình đã bắt đầu xuất phát đi cùng anh em Moto Family để bảo vệ đoàn và dẫn đoàn cùng các phòng cảnh sát giao thông quận 5 các bạn, để tổ chức cái sự kiện là cho các cháu thiếu nhi và sinh viên trường Đại học Sư phạm tổ chức giải Việt giã lần thứ 2 năm 2024 các bạn. Rồi mà các bạn theo dõi video clip rất là vui nhộn này ha. Các cháu chạy Việt giã vì một cái giải sức khỏe thể thao đó, để các cháu có sức khỏe để học tập tốt đó các bạn. Rồi anh em đã tập trung đông đủ tại trước cổng trường Đại học Sư phạm 280 An Dương Vương. Đây là chương trình Moto Vlog thiện nguyện dẫn đoàn bảo vệ đoàn. Mời anh em cùng xem nha. Anh em Moto Family anh Đức Nguyễn nhận show này. Rồi mời thêm mấy người bạn nữa, anh em quận 8. Hôm nay Mạnh Phiêu đang có mặt đối diện trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Mấy anh em đang chuẩn bị dẫn đoàn mô tô. Đây, xe của mấy anh em nè. Mình có gắn cờ ha. Cờ Family Thành phố Hồ Chí Minh, mấy anh em đang chuẩn bị dẫn đoàn giải Việt giã các bạn, giải Việt giã sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nha. Xe của các anh em đang tụ tập về đây. Anh em đang uống cà phê ha. Rồi sang buổi cháo, chào buổi sáng cho anh em. Hello, hello các anh em. Rồi thực đơn bánh bao anh. Bánh bao cho mấy anh em ăn sáng ha, cà phê ăn sáng. Sang buổi cháo, chào buổi sáng. Chào buổi sáng mấy anh em ha. Mấy em muốn cà phê có sức khỏe, ăn bánh bao, bánh mì rồi xong rồi bắt đầu có sức khỏe để thực hiện công tác xã hội. Sáng nay anh em đang chuẩn bị tập trung đội hình ở đây đã chuẩn bị làm công tác xã hội các bạn ơi. Có phòng cảnh sát giao thông dẫn đường ha. Rồi hỗ trợ cho giải Việt giã của sinh viên học sinh trường đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đây các bạn. Đây, chúng ta đang có mặt anh em Family và anh em quận 8 các phóng viên. Hello anh. Đây, giải Việt giã sinh viên trường đại học sư phạm lần thứ 2 năm 2024 rồi các bạn. Đây, sinh viên tập trung ở đây nè các bạn. Đang ngồi đây chờ làm lễ khai mạc nha các bạn. Cảm ơn các bạn, các anh trong câu lạc bộ Moto Family Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trường sẽ tiến lên trước để có đưa lời phát biểu ạ.
Một con số rất là ấn tượng, hơn 1.600 sinh viên các bạn tham gia ngày hôm nay. Nghe đến con số thôi thì chúng ta đã là đúng rồi. Các thầy cô, các anh chị, xin chúc các bạn sẽ có một cuộc đi Việt Dã rất là mạnh mẽ và sức khỏe, nhiều thành công. Và hỗ trợ rất lớn từ các đơn vị đã luôn đồng hành và chia sẻ ngay từ những hoạt động đầu tiên của mùa giải. Và để cảm ơn và tri ân sâu sắc đến với các đơn vị đồng hành, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận thư cảm ơn từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và xin được trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ mô tô Family Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và tiếp theo thì em xin được trân trọng kính mời thầy Cao Anh Tuấn, phó hiệu trưởng nhà trường, sẽ đại diện ban tổ chức đến sân khấu để trao những món quà và thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành. Xin được trân trọng kính mời thầy ạ. Mời các anh vào luôn ạ. Nguyễn, chủ nhiệm câu lạc bộ mô tô Family, đang hướng dẫn anh em sắp xếp đội hình và mình cũng hỗ trợ anh em xếp đội hình cho nó đẹp, thành hai hàng xe để chuẩn bị dẫn đoàn ha các bạn, chuẩn bị bảo vệ lộ trình cho đoàn đua mở đường cùng các anh cảnh sát giao thông cho các em chạy rất là an toàn. Chơi thể thao nhưng mà phải giữ an toàn là trên hết các bạn. Rồi các em đang tập trung ra điểm xuất phát để chuẩn bị chạy đội 3 đó các bạn. Ok, mời các bạn theo dõi tiếp theo những hành động hoạt động rất là vui nhộn của các em nè. Đây, đoàn mô tô của chúng ta đang đậu phía trước, đang mở đường phía trước rồi. Đó, anh Đức Nguyễn đang dẫn đầu ha. Rồi mấy anh em chạy biểu diễn đội hình chút xíu. Rồi bắt đầu đoàn đua mới đề ba nha các bạn. Có vài xe của người đi đường, người ta đi ngang qua. Các bạn thông cảm nha. Rồi, đầu chặn đường là hết rồi đó các bạn. Khóa đường rồi, bắt đầu để cho đoàn đua khởi hành nè. Rồi, xe dẫn đoàn của chúng ta, 3 chiếc đang đi trước nè. Rồi bắt đầu các vận động viên đã xuất phát chính thức rồi các bạn. Đây, những bước chạy đầu tiên của những vận động viên đang dẫn đầu nè các bạn. Các bạn thấy trong buổi sáng sớm, ban mai ha, các vận động viên của trường Đọc Sư Phạm đó các bạn, sinh viên, học sinh đó, tham dự giải này rất là vui nhộn các bạn. Để các bạn có tố chức vui khỏe ha, tập thể dục thể thao á, khuyến khích các bạn nên nhà trường đã tổ chức hàng năm các bạn, hàng năm tổ chức giải này là giải lần thứ hai ha. Cũng rất là nhiều giải rồi nhưng mà chính thức bắt đầu cho các bạn chạy để có sức khỏe đó. Các bạn thấy mình đang chạy libero các bạn, mình vừa chạy vừa hỗ trợ các bạn và vừa quay phim đó, nên mình cũng phải libero lên xuống để quay phim luôn ha các bạn. Đó, rồi mình chạy nhanh lên phía trước để hỗ trợ cho các bạn quay phim ha. Bạn theo dõi video thấy vui, like, subscribe kênh, ủng hộ tinh thần cho Mạnh Phiêu nha. Công tác xã hội thiện nguyện anh em ơi. Rồi, anh Phong Phạm đang chạy phía trước nè. Rồi, mình cũng đờ ba lên đây, mình đậu xe đây để đón đoàn các bạn.
vận động viên của chúng ta đang đi qua trục đường Trần Phú và Nguyễn Văn Cừ nữa các bạn. Đó. Có cảnh sát giao thông và anh em mô tô Family Thành phố Hồ Chí Minh, anh em mô tô quận 8 hỗ trợ dẫn đoàn bảo vệ lộ trình vô đoạn đua. Các đồng viên đang hướng về đường Nguyễn Văn Cừ và quẹo qua trường Đại học Sư phạm á, ngay đường An Dương Vương là về đích rồi các bạn. Đây. Các nam sinh, nữ sinh thanh lịch nè của chúng ta đang xả những bước chân rất là tuyệt vời trên đường đua giải Việt giả năm nay. Đang về đích rồi các bạn. Đây phóng viên đài truyền hình HTV Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa tin về đoàn đua năm nay các bạn. Đây các đồng viên chúng ta đang về đích tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhé các bạn. Đây chúng ta đang xem bản tin giải Việt giả sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2004. Các vận động viên đang về đích. Dẫn các cháu học sinh sinh viên về đích trong an toàn nha các bạn. Rồi đoàn của chúng ta đã kết thúc một vòng chạy rồi các bạn. Rồi anh em Moto Family và những người bạn đang chuẩn bị lên xe đi về Hồ Bông Rùa để giao lưu sáng Chủ nhật các bạn. Giờ này mới có hơn 7 giờ rưỡi rồi. 7 giờ rưỡi anh em bảo vệ lộ trình xong hết rồi. Hoàn thành nhiệm vụ các bạn. Trách nhiệm cao cả đó, thành công tốt đẹp ha, đưa các cháu sinh viên về đích an toàn. Xong giờ mấy anh em đi uống cà phê ngồi giải trí chút xíu ở đây các bạn. Anh em của chúng ta đã về tới Hồ Con Rùa, chuẩn bị check in ở đây uống cà phê. Bộ lít tới. Cảnh sát Mỹ các bạn ơi, quá đẹp luôn. Giờ anh em đứng đây check in chụp tấm hình cho đẹp anh em ơi. Ở đây chào camera đi. Ở đây chào camera cho đẹp. Ở đây chào camera đi. Quá đẹp luôn. Công tác xã hội xong mấy anh em ngồi chém gió cực mạnh luôn ha. Gió mà bão luôn chứ không phải là gió nữa. Bây giờ năm nay hạn hán quá mà mấy anh chém dữ quá. Nội dung nhạy cảm là không được lên sóng. Canh này là phải nổi chắc nè anh Đức, giống đi đám cưới anh Đức. Anh đi dẫn đoàn mà sao đi đám cưới vậy, mà đó là tất cả quá sinh viên nè. Sinh viên mới ra trường mới mặc đeo cà vạt đỏ, mặc áo dài tay trắng, quần đen, dài đen.
tôi muốn chơi gì tôi chơi, anh đủ thanh niên nghiêm túc á, thanh niên gương mẫu á. Harley Davidson. Hello Phát Râu. Lại gặp nhau nữa rồi. Mới đi bay quýt về, bữa nay không đi Đà Lạt hả? Không đi được. Anh em không đi Đà Lạt. Thứ hai mắc dạy á. Vô ngồi chơi uống cà phê. Đẹp quá, xe đẹp quá. Phấn khích quá. Phấn khích quá. Đi đèo. Đi đón cúp truyền hình được chứ đi 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 đèo Đà Lạt. Nay bận không đi được. Nay muốn uống cà phê. Ngẫu hứng lên lấy flycam và bay một vòng quay xe các anh em đậu rất là đẹp các bạn. Đó, quán cà phê nè các bạn. Anh em đang ngồi chém gió ha. Mình bay flycam đây lên ngắm cảnh hồ con rùa chút xíu nha các bạn. Đó, đang quay anh em tí xíu đi để cho lấy các khuôn mặt thân thiện của anh em nha. Rồi mời các bạn xem một pha bay flycam rất là tuyệt vời. Let's go. Cảm ơn anh em đã theo dõi video clip Moto Vlog đến giờ này ha. Mình xin phép tay hạ flycam và hẹn gặp bà lại các bạn ở video clip lần sau hấp dẫn hơn ha. Rồi chào 500 anh em đam mê mô tô phân khối lớn. Hẹn các bạn ở video clip lần sau, các bạn hãy like, subscribe kênh để mình có động lực làm những video clip hấp dẫn hơn. Bye bye.